Mẹ đã im nhàng, con đang quay video ạ. Đợi cho nó phá quay video cho mẹ nó coi. Đặt chân kỹ coi hiệu quả, lớp này đẹp, lớp này đá, trở chân đá lên, trở chân đá lên. Ui, cổ heo trúng mặt, cổ heo trúng mặt, trúng mặt. Bỏ cây xuống, bỏ cây xuống, trúng mặt. Nó đẹp, trở chân đá, trở chân dậm lên, dậm lên, dậm lên, trở chân dậm lên. Phá nhanh con gà. Cái chữ tắt cho nó đi trật trọt không? Đổi chân dặn lên. Không những lợn đây. Đâu? Cô khéo trúng mặt. Phá cô gà. Phá. Phá. Không có được phá. Không, đừng có phá cây đây nữa. Thế nó bị gì vấn ạ? Gì vấn ạ? Trên đây tự dãy hả? Để sao? Nó không dùng nó bóc. Bóc là thả hả? Ôi này, để sao? Để chưa? Rồi đấy, gần rồi đấy. Cho ơi. Muốn ngầu xuống đó. Cô có mối không cho nó ngầu? Ngọt tới chừng đá. Cùi cùi khéo trúng mặt quá. Gấp lại sao ta? Xếp lại sao mẹ? Xếp lại không có cho nó phá nữa. Không cho nó phá nữa. Xếp lại bọc mấy cái này. Đấy, cày đâu nữa mà phá. Của hai cho tới coi á. Nhỏ người mà gớm chưa? Đấy, chị xếp lại mới cái kia này, mới cái cọng dây đen đen đấy, cũng như cái ấy đấy. Cũng như chi đấy, dưới, bà trong dưới. Bà trong dưới mới ra này. Này hả? Ừ. Mấy bộ con đều cần mở cái này đấy. Mấy bộ con đều cần mở. Đây nè. Xong. Rồi phá rồi. Chạy tới lấy. Đấy, ôm gì rồi? Đi, ôm gì rồi của mẹ bà? Ôm gì rồi? Ôm theo Sài Gòn rồi. Đi. Ôi bộ à, ố à, phải lùng mà phải lì. Thấy không? Vừa lùi vừa lì ấy. Đấy, banh ra nữa rồi ấy. Máu xếp lại banh ra ấy. Ủa ngó cái mặt ấy. Hả? Cha.
Bởi trò chân dính cái chân này vô rồi trò chân đạp. Chắc cha. Giờ muốn đòi lên rồi ha. Ớn rồi lên. Ớn rồi ạ. Ớn, đá một cái. Cùng hơi hai chân. Quay. Đá, còn biết là đá chứ. Đá coi vậy. Cá cha.